Chào các em, chúng ta cùng giải đề thi giữa kỳ sách kết nối chính thức full trắc nghiệm thi online nhé. Phiếu số 1. Câu số 1, bài số 1 nào. Circle the correct answers, tức là bạn sẽ phải chọn cái đáp án đúng. Câu số 1, they are healthy, họ rất là khỏe mạnh. They do, thế đây chúng ta có từ do sẽ đi với các môn thể thao mang tính tập luyện và không sử dụng bóng, không chia đội. Thế đây từ football là có sử dụng bóng, có chia đội. Tennis cũng thế và badminton thì cũng có chia đội. Chúng ta đi từ play và đây chúng ta có từ chủ đầu. Câu số 2, find out the words with sound is. Bạn hãy tìm cái từ mà có cái phát âm cuối là is. Được chưa? Vậy thì is thì nó tận cùng là những cái chữ cái ví dụ là bắt đầu của các cái chữ như ông Sơn, Sơn chạy xe SH giỏi ghê đúng không, thì mình sẽ phát âm là is. Thì ở đây câu A từ cars mình phát âm là s. Từ watches ở trong từ chạy đúng không, thì mình sẽ phát âm là watches. The students và clocks, được chưa? Rồi vậy câu này bạn chọn cho cô đáp án đi. Tiếp theo câu số 3, gia đình của tôi sống ở trong một cái gì đó, on Đập Đá Village. Thì đây là một cái làng ở dân tộc đúng không? In Đập Đá Village, sống ở một cái trong một cái nơi khu vực sống như thế nào. Apartment, nó là căn hộ rất là hiện đại nhá. House là một ngôi nhà bình thường. Villa là biệt thự và steel house từ đây là nhà rông. Nhà rông ở vùng dân tộc mình sẽ chọn câu đi là sát nhất với ngữ cảnh. Mặc dù các câu khác cũng không sai về ngữ pháp nhé. Câu số 4. Two bathrooms in your house. Có hai cái phòng tắm ở trong nhà của bạn phải không? Thì với câu hỏi mình cần phải đảo trợ động từ to be lên trước chủ ngữ trong trường hợp này. Vậy ở đây two bathrooms thì trợ động từ to be là a, mình chọn câu đi nhé. Rồi, câu số 5, chúng tôi không thể đi ra ngoài bởi vì dấu hiệu đây là từ now, là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Công thức của thì hiện tại tiếp diễn là chủ ngữ này, cộng to be, is, am, are, và sau đó bạn cộng cho cô gấp x. Thì ở đây gấp x, đúng không? Bạn sẽ cộng gấp x. Vậy ở đây cấu trúc ở đây là it sẽ đi với is raining, trời đang mưa. Câu số 6, right now, tức là ngay bây giờ. Ngay bây giờ thì Lam đang ăn trưa với bạn cùng lớp của cậu ấy. Thì Lam là chủ ngữ số ít, mình sẽ dùng với is having. Vẫn là thì hiện tại tiếp diễn nhé. Câu số 7, nhà của tôi thì ở trong một vùng quê đấy, in the countryside. Rồi vậy thì tức là mình sẽ hỏi là nhà của bạn ở đâu. Ở đâu thì chúng ta có từ nào các bạn? Đúng rồi, đó là từ where. Câu số 8, the dog is in, là cái con chó thì ở. Ở đây có cái từ in, ở cái máy tính. Thế đây từ between thì phải có em cơ. Từ behind thì không có in đằng trước, ở đây có mỗi từ in front of là ở trước cái máy tính. Câu số 9, trường học thì bắt đầu lúc cái trường học đó thì bắt đầu lúc 11 giờ 15 phút mỗi ngày. Từ đây chúng ta sẽ chia là thì hiện tại đơn bởi vì là có dấu hiệu là từ every day, tức là lặp đi lặp lại ngày nào cũng thế theo một cái thời gian biểu. Và bạn phải chia theo chủ ngữ là school. School là số ít thì mình sẽ chia là finishes là kết thúc nhá. Câu dịch lại là kết thúc, finish. Câu số 10, có một cái gì đó, có một cái đèn, một cái máy tính và một vài quyển sách ở trên bàn. Thì cái cấu trúc van nó sẽ chia theo ngay cái chủ ngữ đứng sau. Chủ ngữ đứng sau gần nhất là từ alarm và số ít thì mình sẽ chia là is. Được chưa các bạn? Bài tiếp theo là bài đọc điền. Mẹ, chúng ta sắp chuyển tới một căn hộ mới, apartment vào tháng tới. Bạn có muốn hoặc là con có muốn có một cái giường mới không? Chi, không, con không ạ. Con thích cái giường cũ của con, không muốn giường mới, tức là mình thích giường cũ. Thì đây từ hate là ghét đúng không? Từ dislike là không thích, chọn từ love. Tiếp theo, it's so comfortable là nó rất là thoải mái. Bed, can I? Nhưng mà con có thể có một cái tập poster mới được không? Từ đây là từ có hoặc là mua, từ đây là buy. Sell tức là bán, buy là mua và gift là cho tặng. Rồi tiếp theo, con đã có 3 cái tập poster rồi. À, con có thể treo nó ở trên tường trong phòng mới. Thì treo cái gì trên tường chúng ta dùng từ on. Tiếp theo, được rồi mẹ, con muốn có một cái bức ảnh gia đình ở trên bàn. Chỉ có mỗi một cái đèn ở trên đó thôi ạ. Rồi thì there thì đi với is, bởi vì alarm là danh từ số ít, mình đi với is. Trên bàn chỉ có mỗi một cái đèn, vì vậy mình cần thêm một cái tấm ảnh gia đình. That's a good idea, ý tưởng hay đấy. Or where do you want to put your desk? Con muốn đặt cái bàn của con ở đâu? Bên cạnh cái giường của con, có từ to thì mình chọn từ next.
Được chưa? Near thì không đi với to và be hard thì không đi với to. Con cũng muốn có một cái cây nhỏ, plant, là cây ở trong phòng của con. That's fine, ổn thôi, ok. It can go, nó có thể, con có thể đặt ở giữa, between something and something các bạn nhé. Rồi tiếp theo bài đọc. Trường mới của tớ thì ở một nơi rất yên tĩnh, không xa trung tâm thành phố. Nó có 3 tòa và một cái sân rộng. Năm nay thì có 26 lớp học với nhiều hơn 1.000 học sinh ở trong trường. Hầu hết học sinh rất là chăm chỉ, hardworking and serious, là rất là nghiêm túc. Trường thì có 40 giáo viên. Họ rất là thân thiện và hay giúp đỡ. Rất là thân thiện và hay giúp đỡ. Trường của tớ thì có những cái câu lạc bộ khác nhau, câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ mỹ thuật, câu lạc bộ bóng đá và bóng rổ. Tớ thích tiếng Anh, do vậy tớ đã tham gia câu lạc bộ tiếng Anh. Tớ rất là yêu trường của tớ bởi vì nó là một cái mái trường tốt. Vậy câu số 1, trường của người viết ở đâu? Ở đâu mình cần tìm một địa điểm? Vâng, thì đó chính là câu B. It is in a quiet place, not far from the city center. Nó là một cái nơi rất là yên tĩnh, không xa trung tâm thành phố. Còn đây từ busy là đang bị sai nhé. Câu số 2, nó là một cái mái trường có 3 tầng đúng không? Nếu mà đúng thì mình sẽ chọn là yes, it is. Câu số 3, học sinh thì như thế nào? Ở đây có hai đáp án gây nhiễu. Học sinh thì chăm chỉ và nghiêm túc. Câu số 4, giáo viên thì như thế nào? Giáo viên thì rất là hữu ích, rất là hay giúp đỡ và thân thiện. Và câu số 5 là một cái câu mà hơi dối này. Có bao nhiêu câu lạc bộ? How many? Cộng danh từ đếm được số nhiều ở trong trường của bạn. Thì how many có nghĩa là có bao nhiêu. Thì đây có 26 lớp học không phải, có 1.000 học sinh không phải, 40 giáo viên không phải. Phải, vậy chúng ta sẽ đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5 câu lạc bộ. Vậy đáp án của chúng ta là câu đi. Rồi tiếp theo chúng ta chuyển đến phần viết. Viết lại câu sao cho kỹ không đổi. Ở đây mình sẽ chọn trắc nghiệm nhé. Cái phòng ưa thích của tôi trong nhà là phòng khách thì mình sẽ viết lại tôi thích phòng khách nhất ở trong nhà. Còn câu B thì nó không sai về ngữ pháp nhưng mà nó lại sai về nghĩa, tức là thích thì chưa đủ, đây là thích nhất cơ. Câu số 2, tôi có một cái bồn tắm này và một cái tủ lạnh, một cái bếp, một cái nồi cơm điện và một cái tủ ở trong bếp. Vậy tủ bát ở trong bếp, vậy ở đây là chúng ta sẽ dùng there is. There thì sẽ đi với is hoặc are chứ không đi với has. Câu số 3, nhà của tớ thì ở vùng nông thôn, tức là tôi sống ở một căn nhà ở vùng nông thôn, không phải ở thành phố nhé, city là sai. Tiếp theo, hãy tạo các câu từ những cái gợi ý cho sẵn. Khoa học là môn ưa thích của ba thì chúng ta sẽ dùng là science is my favorite subject, là môn học ưa thích của ba. À, science thì là số ít nhé, một môn học mình dùng số ít. Câu số 2, học sinh sống và học tập ở trường nội trú, in a boarding school, tức là ở trường nội trú, in a boarding school, thì mình sẽ dùng sống và học tập. Còn nếu mà nó mâu thuẫn thông tin thì mình mới dùng là but chỉ chữ tương phản đối lập. Ok, bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Cô hy vọng là các em thu lượm được những kiến thức hữu ích để chuẩn bị cho các bài thi sắp tới. Và đừng quên theo dõi cũng như là đăng ký kênh của cô để tiếp tục nhận được nhiều bài giảng mới trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.